Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhà thông minh Ubi chúng tôi. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là chúng ta sẽ lên lựa chọn lắp camera ở trong cái giai đoạn nào trong quá trình xây dựng của một ngôi nhà mới. Hôm trước mình đã lên lịch sẽ thực hiện một cái video để giúp cho quý vị và các bạn để sẽ tư vấn cho mọi người cái cách mà khi chúng ta lắp đặt một hệ thống camera trong một ngôi nhà mới thì ở cái giai đoạn nào đó là hợp lý nhất. Thì ở đây thì mình đang thực hiện ở công trình ở tòa nhà 7 tầng của gia đình anh Hải ở thị trấn Đông Anh. Và với cái căn hộ như thế này, anh chị đã sử dụng cái việc lắp đặt camera ở đúng rất là đúng cái thời điểm. Thì ở cái giai đoạn mà ẩn thô và chúng ta bắt đầu đi hệ thống điện thì hệ thống camera sẽ cùng đi cùng đồng thời cùng một lúc, bởi vì là lúc đó mà điện đi rồi mà hệ thống camera đi sau thì lúc đó thì gần như lúc đó là hoàn thiện rất là muộn. Khi đó thì các hệ thống hộp kỹ thuật sẽ đi vào và hoàn thiện xong rồi thì camera đi vào sẽ rất là khó khăn. Giai đoạn đó thì nó sẽ không phù hợp một chút nào. Việc thi công camera lúc đó thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chi phí nhân công sẽ cao hơn. Nếu khi đó thì chủ nhà mà họ yêu cầu lắp thì lúc đó thì cái giá chi phí nhân công nó sẽ đội lên, nó không chỉ là vấn đề là vật tư thiết bị nữa mà là cái nhân công để lắp đặt. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cùng một công trình này. Và để lên cái phương án cho camera ấy, thì thường mình sẽ phải đi khảo sát theo cái bản vẽ thiết kế của chủ nhà, sau đó thì mình đi khảo sát công trình và nhìn thực tại. Khảo sát xong thì mình sẽ tư vấn các vị trí lắp đặt và sẽ đặt các cái đường ống, đặt các cái dây chờ, kéo đường dây trước. Như ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, đây cái phần sẽ có một cái camera của mình sẽ ở đây và dây chờ của mình thì đã được treo sẵn rồi. Và cái vị trí mình đã phải đi trước cái đội thạch cao, hệ thống điện và camera sẽ phải đi trước cái phần thạch cao, bởi vì là khi camera đi sau thạch cao thì cũng là một cái giai đoạn nó rất là khó khăn, bởi vì nó có luồn dây nó sẽ gây ra nhiều sự tốn kém về mặt chi phí những nhân công cho chủ nhà. Rồi, tất cả quý vị các bạn đã nhìn thấy phần thạch cao xương trước đã lắp và điện, hệ thống điện camera đã đi chờ sẵn rồi. Ở cái căn nhà này thì mình lắp đặt là 8 camera và một cái chuông hình. Thì các cái phần mà liên quan đến cái phần chuông hình của mình và camera ấy, thì có các bộ phận, ví dụ như là bộ phận thạch cao này, bộ phận sơn này và các hệ thống cửa cuốn cũng như là phần ốp đá. Bởi vì là nếu như phần ốp đá họ bịt đường dây hoặc là hệ thống thạch cao họ để cái dây lên trên, lúc đó thì camera phải đi mò dây cũng rất là khó khăn, rất là vất vả. Chính vì thế thì một cái ekip làm việc hoặc là chủ nhà sẽ là người trực tiếp là giám sát cái công trình này, sẽ có với phối hợp cùng với các đội để giúp cho các đội hoàn thiện một cái công việc nó rất là thuận lợi và không bị phức tạp về sau. Còn đây là cái tầng 6 của chủ nhà. Thì hiện giờ bên mình sẽ có kéo một cái đường dây dành cho chuông hình từ cái vị trí bạn kỹ thuật đang đứng ở đây sang cái vị trí bên này, sang cái cột bên này, thì đặt cái màn hình chuông cửa ra đây. Và cái việc thực hiện của cái giai đoạn này thì nó phải thực hiện trước cái phần thạch cao, trước khi thạch cao lắp xương, trước khi thạch cao ốp cái mặt trần họ vào đây, thì bên mình sẽ phải kéo đường dây xuống bên này. Chính vì thế thì cần cái sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các cái đơn vị phối hợp cùng xây dựng trong một cái ngôi nhà này, để các bên phối hợp với nhau rất là ăn ý để tránh việc mà nó xảy ra được chồng chéo khối lượng công việc đó. Thì mình sẽ lắp một cái màn hình ngay trước cái chỗ phần cái đế âm này đó, ở vị trí này. Và khi đặt cái dây sang đây thì cái thời gian hoàn thiện các cái công việc khác thì bên mình sẽ phải chờ khi bên trần thạch cao vào xong này và sơn xong hết rồi thì bên mình mới thực hiện việc lắp đặt thiết bị và cài đặt setup hệ thống camera cũng như là cái chuông hình. Với cái chuông hình hiện giờ ở đây thì chuông hình khách hàng lựa chọn là chuông hình của iPhone, một cái thương hiệu đến từ Nhật chuyên về các hệ thống chuông cửa, chuông hình. Và cái hàng iPhone đấy thì là cái hàng mà chuyên sẽ sử dụng cho các cái dự án cao cấp, kiểu dáng rất là sang trọng. Và camera ở đây thì sử dụng camera IP của Hikvision, một cái thương hiệu hàng đầu thế giới về hệ thống camera, camera IP. Với những ngôi nhà biệt thự cao cấp thì thường mình sẽ tư vấn là dùng hệ thống camera IP và chuông hình. Và ngoài ra thì một số chủ nhà có thể yêu cầu lắp thêm cái
hệ thống điện thông minh. Về phần điện thông minh thì kể cả sau này khi mà chủ nhà có yêu cầu mà lắp điện thông minh thì bên mình sẽ vẫn có thể thực hiện được, bởi vì nó là chỉ mặt hạt công tắc ổ cắm thông minh thì mình sẽ có thể là thay thế. Và hàng này thì mình sử dụng thường xuyên là hàng của Lumi, bởi vì nó đem lại sự chất lượng ổn định cho khách hàng. Còn một số các thương hiệu khác trên thị trường nó không có thương hiệu thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ không được đảm bảo về mặt công dụng, những tính năng độ ổn định nó sẽ kém hơn. Ví dụ mặt cảm ứng nó sẽ rất là phản ứng rất là chậm, đôi khi nó bấm không được, nó rất bị kẹt. Còn hàng Lumi thì hàng chuyên vào các dự án cao cấp như mình đã thực hiện ở Zaman ở Nguyễn Xiển, giờ Terra An Hưng ở Hà Đông. Đó là những nơi mà thường sử dụng các cái hệ thống điện thông minh, camera an ninh, hệ thống cửa tự động. Đây mình đang đứng ở tầng 7 tòa nhà này, bây giờ view sang mọi thứ ở quanh khu vực này nhá. Đó. Dưới đây là các cái công trình đang xây dựng rất là mạnh, thì mình cũng hy vọng rằng sẽ có thể đưa ra các giải pháp tư vấn để giúp cho khách hàng của mình sẽ có một giải pháp an ninh, giải pháp điện thông minh một cách tối ưu nhất, đảm bảo hiệu quả, tốn ít chi phí. Và quan trọng nhất là cái dịch vụ sau khi mà hoàn thành xong là trách nhiệm của cái đơn vị, đấy mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là chỉ là vấn đề là thiết bị, vấn đề là lắp đặt. Khi mà có sự cố xảy ra thì cái phản ứng và cái dịch vụ đảm bảo chất lượng như thế nào mới là cái vấn đề quan tâm của chủ nhà, chứ chúng ta đừng quan tâm quá nhiều vào khi báo giá đôi khi là nó chỉ là một cái tham khảo thôi. Nhưng mà cái quan trọng của cái đơn vị cung cấp như mình là dịch vụ sau khi mà hoàn thành xong, cái giá trị nó nằm ở đó, chứ không phải nó nằm ở sản phẩm. Vì để phục vụ những khách hàng mà có yêu cầu cao, có điều kiện kinh tế thì không phải là một cái điều đơn giản, bởi vì họ cũng có những yêu cầu tiêu chuẩn rất là khắt khe về mặt thẩm mỹ, về mặt công dụng, tính năng cũng như là dịch vụ sau bán hàng. Bởi vì là để có nhân sự cung cấp giải pháp và phản ứng kịp thời cho mỗi tình huống sự cố xảy ra, đó mới cái điều quan trọng của cái đơn vị cung cấp dịch vụ, chứ không phải là chỉ là sản phẩm. Bán là bán giải pháp, bởi vì mình mong muốn là mang đến sự hạnh phúc cho khách hàng. Khi khách hàng hạnh phúc thì nhà cung cấp, những đơn vị thi công như mình cũng hạnh phúc. Đó là cái tiêu chí phục vụ của mình. Và mình sẽ muốn đồng hành đi cùng khách hàng lâu dài, chứ không phải là lắp xong công trình là xong. Và đây là địa điểm ở khu 3 hectare, khu vực Đông Anh. Và quý vị và các bạn thấy rằng là cái tốc độ xây dựng ở khu vực này đang diễn ra cũng rất là khẩn trương và cũng có rất nhiều công trình đang được khởi công. Đây là mặt trước của ngôi nhà này. Khu vực này thì vừa rồi đã thực hiện việc đấu thầu và các công trình đang chuẩn bị mọc lên. Sắp tới thì hứa hẹn là sẽ có một vài công trình nữa sẽ tiếp tục được khởi công ở đây. Và trong đó thì cái khu vực này cách đây khoảng độ tầm cỡ 300m theo đường chim bay ấy, thì nó đang xây dựng rất là nhiều. Thì với hy vọng cái giải pháp bên mình đưa ra sẽ giúp cho nhiều khách hàng ở khu vực này, cũng như là những khách hàng đang có các công trình mới xây thì có một cái giải pháp lựa chọn tối ưu nhất và đi vào công trình ở cái thời điểm rất là hợp lý, để tránh những việc phát sinh sau này khi mà chúng ta muốn lắp đặt hệ thống camera mà nó lại vướng bận rất là nhiều thứ. Ví dụ như các đội thi công khác vào trước, ví dụ là thạch cao, ví dụ là điện hoặc đá họ vào trước thì cái việc thi công nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Lúc đó thì chi phí phát sinh lên, nó đội lên thì khách hàng sẽ phải trả những khoản phí nó không đáng có. Và đằng nào trước sau thì chúng ta cũng lắp đặt hệ thống camera thì ngay cái thời điểm mà chúng ta lên được cái bản vẽ thì các đội đã phải có các phương án thi công để giúp cho chủ nhà có một cái tối ưu nhất về hiệu quả thi công và cũng như cái thời gian tiến độ của công trình. Và vừa rồi mình đã tư vấn cho quý vị và các bạn là cái hệ thống camera của một ngôi nhà mới xây thì chúng ta nên đi ở giai đoạn nào nó hợp lý nhất cho một ngôi nhà. Thì quý vị và bạn nếu còn những câu hỏi, còn những sự thắc mắc thì quý vị và bạn hãy gọi điện cho mình để bên mình sẽ có thể tư vấn để giúp cho quý vị và bạn có một cái giải pháp tổng thể tốt nhất. Hoặc là quý vị và bạn hãy đăng ký trên kênh video này thì mình thường xuyên ra những cái video để giúp cho những chủ nhà và đang gặp những cái vấn đề về khó khăn về lựa chọn sản phẩm và những sự tư vấn cho một ngôi nhà, một hệ thống nhà phố, nhà biệt thự, nhà shop house, những căn hộ chung cư cần những giải pháp về camera điện thông minh. Đó là những cái mà thế mạnh của bên mình đang thực hiện và triển khai rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.